Giấy 500 không à. Ly đưa mấy cái gấp ra Ly hả? Yeah.
bà ở. Có 55 đây luôn. 29. Cho hỏi da quay bao nhiêu lạng hả? 40. Lấy em 50. Da 50 ngàn lạng. Da là 50. Cái đó lấy em 55. Ủa, cô Mai giảm hả? Cái này nói 55. Lấy em. Chưa có. Ê, da em chưa có. Da có chưa chị? Chút 55 em ơi. Chút 50. Thiếu 10, thiếu 1 ngàn đi bữa nào đưa. Con 80 nữa là đủ. Con 15. Chỉ 2 miếng đó được rồi. 2 miếng thôi. 2 miếng là 60. Ở 15 đổ 2 chỗ. 70 đi. Dạ con nói 10 ngàn đó. Có 10 ngàn luôn. Tính nói 10, 70 đi. Thêm chặt cho tủ 7 ngàn để ra. Con này nè. Có tiền vậy á. Rồi, hả? Ủa 12 chục. Ủa 2 chục ổ 15. Trời ơi, hôm nay chị Mai áo đen đẹp quá. Thành á, mấy cái để sẵn đi.
mất công rồi, nếu thì em có thì em ra ăn sừng nữa. Ở trong kìa. Nói lại em. Rồi vừa hết anh vừa hết rồi để là chặt nữa rồi. Rồi cái này cô 50 nè. Chặt cho chị. Hết rồi. Bốn mì đi, hai chục để chi. Nhà heo bốn món mì 20. Ba phải thôi.